những ngôi sao bóng đá nổi tiếng nhất, chắc chắn họ phải sở hữu một đôi chân thượng hạng rồi. Với thủ môn thì là đôi bàn tay ta làm nên tất cả. Thế nhưng chơi bóng mà dùng cả cái đầu thì con đường trở nên vĩ đại sẽ được thu ngắn hơn rất nhiều. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng điểm lại những tình huống các cầu thủ môn thể thao vua dùng trí khôn IQ vô cực đánh lừa đối thủ cực mạnh để giành chiến thắng nha. Let's go! Một chuyên gia đá phạt đền như Cristiano Ronaldo cũng có ngày bị hách não trên chấm 11m à. Thủ môn thách như nào lại làm như thế à? Quả này cũng IQ vô cực đấy, buồn của anh Bảy ha. Trong đội bên kia tạo hàng rào be be các kiểu cũng kiên cố ấy chứ. Nhưng mà ngạc nhiên chưa, đấy rào của các ông tất, chúng tôi không thèm đụng vô. Đơn giản vì anh em tôi mạnh, ok, ghi bàn trực tiếp từ quả đá phạt luôn chứ cần gì chiêu trò phối hợp. Lại đến lượt Benzema bị thủ môn bên kia hách não à, chỉ hướng nào là lại sút đúng như thế. Ở kìa mèo lười, phiên bản bá đạo thường ngày của anh đâu rồi? Xong đến quả thứ hai là lại bẫy ngược lại nhưng mà vẫn thành công à. Thôi chết cơm, ông thần gác đền này nắm thóp Karim Benzema rồi đấy. Lại buông lời thách thức Balotelli sẽ đá hỏng phạt đền à. Nhưng mà hình như là hơi chỏ sai người thì phải. Làm gì có chuyện đang phơi phới trong màu áo Man City, ngựa chứng đá tạch 11m đầu man. Ghi bàn rồi, giờ thì gáy thoải mái nha Super Mario. Anh dai nhịn hơi nhiều rồi. Thanh niên cứng là phải vậy. Lời khiêu khích ở ngay sát tai, nhưng mà mặt thì vẫn lạnh như tiền. Đúng là có tố chất lãnh đạo. Cơ mà lại sút trượt phạt đền. Ồ kìa anh, thế hóa ra cái quả mặt hình sự lúc nãy chỉ là cầu diễn, che đi nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng thôi à. Cú lừa rồi. Drogba cũng lắm trò phết chứ tưởng đùa đâu. Lừa đi phá quả bóng không cho đội nhà người ta sút pen. Cầu kéo thời gian ức chế chơi, xong cuối cùng đội kia sút hỏng thật kìa. Ảo thật đấy, chiều này trông thế mà hiệu quả phết nha voi rừng. Jordi Alba kiểu cay lắm rồi đấy. Kiểu hai ông cùng là đội trưởng đang làm nhiệm vụ với nhau, nhưng mà khứa Chiellini cứ cà khịa thôi, cú thế nhỉ. Mà Tây Ban Nha bị đòn tâm lý, yếu từ đội trưởng trở ra thì bảo sao không thua người Ý trên chấm luân lưu căng não. Này thì Morata này, xin là xin vĩnh biệt La Rosa. Múa cái gì trong cà chớn vậy ông già? Tranh thủ lúc trọng tài đang chỉnh hàng rào, ngoáy chút để thủ môn bên kia tức sôi máu lên nha. Cũng lời đấy. Các bác nhìn cái quả trêu ngươi này xem có tức không cơ chứ. Thế thì còn tâm trí đâu mà bắt nữa si ba. Chưa bao giờ gặp trường hợp nào lầy lội như vậy cả. Để hiểu được một gã du mục cục xúc như Ibrahimovic ư, khó đấy Cristiano Ronaldo à, đâu có hiểu được đâu người anh em. Johat bảo luôn, ông xúc giữa chứ gì, tôi biết tổng rồi nha, cứ xúc giữa thử xem bro. Và đó là một pha xúc thẳng vào chính giữa khung thành. U là trời, quá tuyệt vời, Johat biết hết sao, thương ai.
MU có cơ hội ghi bàn được hưởng quả phạt đền cuối trận. Dù vậy, trên chấm 11m, Bruno Fernandes đã không hoàn thành nhiệm vụ. Tiền vệ Bồ Đào Nha dứt điểm thắng lên trời, khiến cho Quỷ Đỏ chịu thất bại thứ hai liên tiếp cùng với tỷ số 0-1 trên sân nhà trước Aston Villa. Trước khi Bruno Fernandes thực hiện, thủ môn Emiliano Martinez đã có động thái khiêu khích rất dị. Người gác đền của Aston Villa tới yêu cầu Cristiano Ronaldo xuất phạt đền vào phút bù giờ. Đòn tâm lý của Martinez không ảnh hưởng tới Ronaldo bởi Bruno mới là người sút, nhưng mà trước áp lực ngàn cân, Fernandes đã dứt điểm hỏng ăn. Trước khi loạt đá luân lưu giữa Tottenham và Norwich diễn ra, ống kính truyền hình bắt gặp cảnh Tim Krul đang uống chai nước có ghi danh sách các cầu thủ Tottenham sút luân lưu và hướng sút của họ. Thủ thành người Hà Lan chuẩn bị khá kỹ cho loạt sút luân lưu nói trên, và khi lâm trận, anh đã đẩy được hai quả của Gerson và Parkrock. Trong đó, cú sút của cầu thủ trẻ Parkrock đi vào đúng bên phải như Krul dự đoán. Ngoài ra, dự đoán của Krul về hướng sút của Dier hay Lo Celso cũng hoàn toàn chính xác sau đó. Chỉ có điều, hai cầu thủ này sút quá hiểm nên anh không cản được. Cơ mà chung cuộc vẫn thắng là đúng chuẩn dân chuyên bắt pen đó, Tim Krul. Làm thế này là dở đó nha, Oxy. Cứ giả vờ lương lẹo rồi định đá quả bóng của Cristiano Ronaldo đi đâu? Ăn vả ngay đấy chứ. Đừng có mà nhường với anh Bảy nhà tôi. Xong rồi lại còn khiến cho sao Bồ Đào Nha đá hỏng 11m nữa cơ à. Cái tội này tính ra hơi nặng nha ông thần lương. Khi hiệp phụ thứ hai đang trôi vào những phút cuối của trận chung kết FIFA Club World Cup, tưởng Chelsea với Palmeiras phải bước vào loạt đấu súng cân hảo với tỷ số hòa 1-1, thì nhà Chelsea lại được hưởng quả 11m. Và đội trưởng Seth Aplicueta đã chơi chiêu độc, đánh lừa hoàn toàn đối phương cũng như khán giả theo dõi. Anh cầm bóng và hướng về chấm đá phạt 11m như thể sẽ là người thực hiện. Tuy nhiên, khi việc đá phạt chuẩn bị được thực hiện, Aplicueta đã trao bóng lại cho đàn em Kai Havertz. Thế là ngôi sao người Đức đã đánh lừa được thủ môn đối phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và một lần nữa trở thành người hùng mang cúp về thành London. Vừa rồi là những pha xử lý IQ vô cực để mang về chiến thắng cho đội bóng của các ngôi sao sân cỏ trên khắp hành tinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh nhé. Xin chào!